Quang Xuân mặc quần đỏ mang lên xanh. Ông Đô Nguyễn Văn Trung mặc quần đen mang lên đỏ. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Hùng. Vâng, và trọng tài chính là Nguyễn Danh Tuấn ạ. Đình Em Đô vào giữa sới, nghe hiệu lệnh của trọng tài xe này. Thôn 5 và ông Đô Nguyễn Văn Hình thôn 1 lên sân sới.